day today. I cooked something spry food. How nice. Nướng món thịt heo à, giống như người ta làm thịt heo giỡn cây nhưng mình làm phải. Mình sẽ này là chỉ muối với tiêu với đường bột ngọt thôi. Còn đây là mình sẽ nướng vài củ khoai nữa. Yeah, it's done. With kiwi and potato. And juice. Know how to make bananas ripe faster and fresh. And fresh. Fresh longer. Fresh longer. Các bạn làm như vậy nè, lấy những cái vạt và một nghĩa là cột cái đậu bịt nó cái này lại, thì là chuối sẽ chín ngon hơn, chín như chín cây vậy đó. Put a piece of plastic on top. Và nó sẽ không không lắm chấm đen trên vỏ, nó giữ chuối được lâu hơn. Và bắt đầu bây giờ các bạn có thể treo lên như vậy nè. So how long it takes to get ripe? Okay. You have to hang it up a little. Hang it up too. Okay, thanks a lot. Thanks for watching. Cảm ơn các bạn. I bought this milk. It was on the guess how much it cost? What does it cost? 85 cents. Really? It's on sale. $4 on. Oh, $4 on. It lasts for about 3 days. Oh, okay, good. Look at that cavalry. Day one. Các bạn thấy không, bữa hôm nay bên đây á, thì ở đây là thường thường là họ bán đại hạ giá sữa, nghĩa là sữa này thường thường là $4 một bình, 4 lít, nhưng bây giờ họ bán còn cái đâu có 89 cent nè một bình, gì đó 4 lít. Thế giờ bạn mà thấy sữa đây nó rẻ rẻ nên ở đây đây, các bạn có thấy không, là tụi này là ăn gạo, là gạo của Mỹ. Lúc trước ở Việt Nam thì trước giải phóng là cũng trước 75 là Mỹ cũng đã hỗ trợ cho Việt Nam về gạo keo gạo 3 tháng đó. Trồng 3 tháng là gạo này nè. Đó. Thì nghĩa là nào giờ toàn ăn là gạo của Mỹ không à, chứ đâu có ăn gạo của Thái Lan là gạo Việt Nam gì hết á. Đó, cho nên thấy không, các bạn thấy không? Người ta làm một cái bao đã không? Đó, thì gạo thì đã chưa? Cái hạt gạo của người ta thắng bóc, không có cái chất GMO, chất thơm hay là chất phụ gia gì hết để cho nó thơm hay là nó hòa lẫn gạo khác vô. Cũng có gạo cao su hay là làm bằng lắp tết vậy đó. California Rice, các bạn thấy không?